Và xin chào quý vị và các bạn, và hiện tại nơi tôi đang đứng đây là buổi lễ ra mắt hai mẫu xe máy mới của Honda. Và ngay bây giờ, ngay phía sau lưng tôi chính là chiếc Honda Monkey màu đỏ rất đẹp phải không ạ? Và bạn mẫu đứng bên cạnh cũng mặc màu đỏ tông xỉa tông, nhìn hấp dẫn quá. Không biết quý vị và các bạn thấy nào. Và mẫu xe này được Honda công bố với mức giá bán cũng cực kỳ hấp dẫn so với cả những nhà nhập khẩu tư nhân là 84.990.000 đồng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu mẫu xe này với giá tiền như vậy thì Monkey sở hữu những gì. Cái phần đầu tiên mà chúng ta thấy hấp dẫn nhất ở trên chiếc xe này, sexy nhất, đấy chính là phần yên ạ. Phần yên kiểu dạng bánh mì. Và phần yên này thì cũng được làm khá đặc biệt khi chất liệu bên trong không phải là mút hay đệm mà được làm bằng hỗn hợp cao su tổng hợp. Vâng, ngồi thì sờ vào đây thì chắc chắn là rất êm rồi. Có thể mời bạn gái ngồi ở đây để thử cái độ êm của cái phần yên này cho quý vị và các bạn có thể thấy được không? Trông hấp dẫn, cá tính, phải nói là rất là cá tính. Và tiếp theo, điểm mà tôi muốn nói đến tiếp theo đó chính là cụm đèn pha. Cụm đèn pha LED hết đấy. Xi nhan cũng LED và được làm với cái kiểu gáo dừa tròn trông rất là cổ điển. Tiếp theo chính là cụm đồng hồ. Cụm đồng hồ cũng là dạng tròn với một cái chụp. Cái này phải gọi là một cái chụp chứ không phải là cái đường viền chrome nữa, mà là một cái chụp chrome xung quanh. Đây, bạn có thể mở khóa lên giúp mình được không ạ? Wow, màn hình LED rất đẹp, rất đẹp. Và ngay đến chiếc chìa khóa cũng rất là đáng yêu ạ. Đây, quý vị và các bạn có thể thấy. Đây, nhờ bạn gái cầm đấy. Bạn gái cầm này thấy xinh luôn rồi. Rồi, vâng. À, đây. Đây là còn là chìa khóa chống trộm nhé. Các bạn chỉ cần đeo một cái móc vào đây, sau đó móc vào quần hoặc đút vào túi quần cũng rất là an toàn và có khả năng chống trộm cũng như là nút bấm để tìm xe ở trong những cái vị trí ở trong hầm đỗ ấy ạ. Và nếu như ai đó có một chiều cao hơi khiêm tốn một chút thì ngồi mẫu xe này sẽ rất hợp. Còn tôi thì cao 1m75, nó nặng hơn 70 cân cơ, thì ngồi lên xem như thế nào ạ. Cho mình nhờ một chút nhé. Đây, trông nó có vẻ không được hợp lý lắm đúng không ạ? Nhưng mà để mà sở hữu một mẫu xe như Honda Monkey để di chuyển hàng ngày ở trong đường phố hay là đi chơi với bạn bè cà phê cuối tuần cũng là một ý rất là hay. Honda Monkey thì cũng sở hữu những cái trang bị rất là cơ bản ở hai bên ghi đông này thôi. Phần tay này được vươn ngang ra, được ví như là cánh tay của những chú khỉ, rất là linh hoạt. Khi chúng ta điều khiển trong phố thì đương nhiên rất linh hoạt, bởi vì bánh thì khá nhỏ. Bình xăng nhìn cũng yêu làm sao. Ở trên bình xăng điểm nhấn chính là logo Honda được làm 3D với hình cánh chim đây ạ. Đấy, quý vị các bạn thể thấy cũng màu đỏ luôn, cũng rất hấp dẫn. Đây, bạn gái còn hỗ trợ chúng ta mở thử nắp bình xăng xem là nắp bình xăng đây. Nắp bình xăng thì chúng ta sẽ sử dụng chìa khóa để mở ạ. Chìa khóa để mở vặn sau đó nãy lên đây. Ôi, rất thuận tiện. Và bình xăng này thì có dung tích là 5,6 lít. Và trước đây thì chiếc xe này chỉ được trang bị động cơ 49cc, nhưng nay sự trở lại đã được trang bị động cơ 125cc. Đương nhiên với cái khối động cơ 125cc này thì chúng ta có thể di chuyển rất lanh lẹ trong thành phố. Và với cái chiều cao yên là 776mm và khoảng sáng gầm là hơn 100mm thì rõ ràng là chúng ta có thể leo vỉa hè hay là đi qua những cái đường xấu một chút, rất là ổn và rất là hợp lý, phải không ạ? Đằng trước thì được xe được trang bị phuộc upside down kèm theo bộ lốp bobber. Vâng, đây là bộ lốp bobber, lốp béo với phần gai lốp khá là nhiều và to. Cả bánh trước và bánh sau thì đều được trang bị phanh đĩa. Và cái điểm nhấn ở phía sau chính là lò xo đôi đấy ạ. Thụt lò xo đôi được sơn cùng màu với cả màu sơn của thân xe. Đương nhiên rồi, xe màu đỏ, xe màu vàng, xe màu xanh thì lò xo cũng được sơn như thế. Và khối động cơ của xe là khối động cơ 125cc, sản sinh công suất là 8,9 mã lực. À, mô men xoắn cực đại là 10,5 Nm tại 5.500 vòng trên phút. Và xe thì được trang bị hộp số côn tay 4 cấp. Và có một cái điểm nhỏ nhỏ mà tôi muốn nói với quý vị các bạn ở đây. Đó chính là cái phần để chân của người ngồi lái ạ.
Thông thường thì chúng ta sẽ thấy những cái phần để chân của các cái mẫu xe số, những cái mẫu xe hiện tại trên thị trường hiện nay thì cái phần để chân này được làm cứng. Khi mà chúng ta xảy ra những cái va chạm nhỏ, đổ xe hay nghiêng xe thì những cái này sẽ rất dễ bị cạ vào chân và cái phần cổ chân, gây ra chúng ta những cái thương tích. Nhưng mà với xe Honda Monkey thì Honda làm tinh tế một chút là cái phần này có thể đóng mở như thế này. Khi mà đổ xuống thì sẽ gập vào như thế này, không cạ vào phần chân chúng ta, gây những cái thương tích không mong muốn. Và tiến ra phía sau thì phần đèn hậu và phần đèn xi nhan thì cũng được trang bị hoàn toàn là công nghệ LED. Mời quý vị các bạn có thể nhìn tất cả những cái xung quanh này đều làm được chụp chrome sáng bóng, nhìn rất ấn tượng và cá tính. Ngay đến cái phần vè sau này cũng vậy ạ, cũng được làm phần trên là bằng chrome sáng, còn ở phần dưới là có nhựa đen cái vè chắn bùn ở đây. Lốp nhìn chất phết, xe nhỏ mà lốp nhìn chất. Mời quý vị các bạn có thể tiến tiếp sang bên đây để chúng ta cùng ngắm cái phần ống xả của xe. Phần ống xả của xe này thay vì vòng xuống dưới đưa ra đây thì đã được vòng nhô cao lên trên, phần sát với yên xe. Và các bạn cũng yên tâm là được bảo vệ bằng một cái tấm ốp ở đây. Đương nhiên với cái động cơ 125cc khi chúng ta di chuyển trong phố thì cũng không quá nhiều cái phần đáng ngại khi mà sinh nhiệt. Nói chung là xe được thiết kế nhỏ nhưng lại có những cái điểm khá là giống với cả những cái mẫu xe côn tay cỡ lớn một chút, những cái mẫu xe đua. Ví dụ như là phần ống xả được đưa ngang với cả phần đùi, phần mông. Nhiều mẫu xe phân khối lớn thì được đưa vòng ra phía sau. Những cái điểm rất hay ở trên Honda Monkey. Và đương nhiên cái động cơ này thì được làm mát bằng không khí thôi, bằng gió. Chúng ta đi chậm thì động cơ sẽ nóng hơn, đi nhanh thì gió thổi nhiều, mát hơn. Vừa rồi thì đang định sang với em Super Cup rồi, nhưng mà bạn gái này có chia sẻ thì thầm nhỏ vào tai một chút là anh ơi, anh có thể đề nổ máy để cho quý vị các bạn nghe. Thì bây giờ có lẽ là mời bạn ấy đề luôn. Mời bạn. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếng ống xả với động cơ với cái mẫu xe nhỏ 125 này thì như nào. Đây đây, rồi để mình hỗ trợ một chút. Đây, các bạn có thể, tôi sẽ đứng ở đây. Hơi hít cái khí thải một tí thôi, nhưng mà để cho anh em nghe rõ hơn thì cũng rất là xứng đáng phải không ạ? Đây ạ. Wow, nghe cũng ổn đấy chứ ạ. Nói chung là cũng khá là hấp dẫn đấy. Cảm ơn nhé, cảm ơn các bạn.